Chúc anh chị em có một ngày mới thành công cho công việc nha. Thì tiếp tục hôm nay cậu kể là chia sẻ cho anh chị em một kinh nghiệm nữa anh chị ơi. Đó là cách mà anh chị em giao dịch và mua bán kênh nha anh chị. Thì những năm trước thì từ năm trước tới giờ là cái người mua với người bán chuyển khoản qua cho nhau qua lời. Xong rồi có vấn đề này kia chủ kênh này kia đi báo cáo trên YouTube này kia đòi lại lấy kênh. Thì hiện giờ bây giờ trên trong năm gần đây thì bây giờ có thêm một giao dịch nữa, đó là mình giao dịch qua trung gian nha anh chị. Qua trung gian là sao, thì cũng cũng như là cũng như là cầu kè có một kênh muốn bán cho bên A ở bên cầu kè, còn người mua ở bên B, nhưng mà hai 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 người luôn nhau mình ví dụ kè muốn bán kênh này mà lại tại sao mà kêu bên kia chuyển khoản cho mình, mà tại sao bắt buộc có người thứ ba đứng ra nữa. Rồi cậu em nói là người thứ ba đó là mình phải là uy tín, anh chị em làm lâu năm này kia rồi có bảo hiểm này kia lên xong rồi mới giữa ba bên mới thỏa thuận, là cũng như là thỏa thuận sao ý là cũng như là cậu kè là đứng ở bên A đúng không, còn bên mua là bên B, còn bên C là bên trung gian, là trung gian thứ người thứ ba, là cái người mua sẽ chuyển tiền qua bên người C, người C nắm giữ cái tiền đó, xong rồi cậu kèm ý giao, thí dụ cậu kèm giao cái Gmail nè, mật khẩu kênh nè thì kia qua qua bên B, cho bên B là cũng như là thay đổi những cái thông tin trên kênh của mình, xong rồi mình là giao dịch trong vòng 7 ngày anh chị, giao dịch trong vòng 7 ngày thì 7 ngày đúng, thí dụ mình bán kênh là ngày thứ thứ hai lên đầu tuần đi, xong rồi qua tới ngày thứ thứ hai tuần sau tới là mình liên hệ cho cái người C, là mình đưa cái số tài khoản cho người C đó, số người C sẽ chuyển tiền cho mình, là mình giao dịch thành công. Tại giờ bây giờ trên mạng xã hội giờ anh chị em cũng không tin nữa, tin tưởng bất kỳ ai, thì cầu kè cũng tìm hiểu rất nhiều những anh chị em mà làm, rồi những anh chị em mua và những anh chị em mà bên trung gian thì cầu kè cũng có tìm hiểu, thì cậu kè cũng có giao dịch cũng với cái người anh ở trên Facebook, và tất cả chị em là mua bán kênh là giao dịch ở bên Facebook nha anh chị. Thì nó những giao dịch trên Facebook thì đó anh chị em ấy, để cậu kè có mới mới giao dịch thêm một kênh nữa là giao dịch, rồi để cậu kè chia sẻ cho cái cách mà cậu kè giao dịch trung gian làm sao mày kia cho anh chị em nha. Thì đây cậu kè giao dịch trên Messenger này kia nha, đây đây nè, đây là anh Dương nha, anh Dương đó, cậu kè giao dịch nè. Đó, ba người đó, cái người mua là người mua đó, đó mấy anh em nè, là quy của anh Dương anh giao dịch nè, đó anh đưa cái nội quy đó cho chị xem. Đây là anh Dương trên Facebook nha anh chị, đây đó có kẻ làm cho em tin tưởng nè, đó vừa anh Dương là phí là giao dịch kênh là 2,5 triệu nè,
phí 40k là bên mua người ta chịu nè, tôi mua thì chịu là trả 40.000 nè, chuyển khoản cho anh Dương anh giữ nè đó. Xong rồi giao dịch xong cái người bán chuyển tiền cho anh Dương, anh giữ là 2.540.000, phí của anh Dương là 40.000, còn lại là sao đúng tới ngày thứ bảy là mình đưa số tài khoản của mình cho anh Dương, ảnh chuyển khoản cho mình, vậy là mình giao dịch thành công nha anh chị. Thì đó thì nãy giờ cậu kè cũng chia sẻ cho anh chị em cách giao dịch cho qua trung gian là như vậy. Thì cậu kè cũng có giao dịch có một kênh hai kênh nữa đó, cậu kè cũng chia sẻ cho anh chị em nắm bắt thị trường mua bán kênh hiện bây giờ. Thì ai cũng sợ mất kênh này kia rồi này đó, thì cậu kè cũng có đó, chia sẻ cho anh chị em đó những cái anh chị đó làm group qua trung gian, thì trung gian cho anh chị ra đó, tiền thu phí đó. Thì cậu kè cũng cũng chia sẻ cho anh chị em thân tâm thông tình, chứ cậu kè không giấu giếm hoặc có lợi ích gì. Thì cậu kè bán kênh là tự tại cậu kè làm ra, thì cậu kè bán cho anh chị em nó những group nào đó. Bởi vì anh chị em mới bỡ ngỡ tại sao mà vô giao dịch qua trung gian là sao, mà tại sao mà không có chuyển khoản trực tiếp cho mình. Cậu kè cũng 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 nhói lòng, cậu kè mới tìm hiểu rồi cậu kè mới làm video này gửi đến cho anh chị em xem. Và giờ ai cho anh chị rồi những khúc mắc anh chị ai bên A bên B, rồi tại sao bây giờ có bên C nữa. Bên C đó là cái người trung gian, là người thứ ba đứng ra cho anh chị giữ tiền cho anh chị em thôi đó. Tại giờ giao dịch giờ là trên Facebook nha anh chị, Zalo này kia là anh chị không có, giờ qua giao qua bên Facebook không à. Thì anh chị em cứ tìm hiểu bên Facebook, mà những anh chị em mà làm group mà bên trung gian đó, thì anh chị em cứ tìm hiểu những anh chị, những cái mối anh chị nào mà thân tính thì qua trung gian sao. Tại vì trên trung gian thì nó cũng có đóng bảo hiểm này kia, mình cũng không sợ chết như kia đó. Anh chị em lên gõ lên tìm kiếm này kia thì anh chị em cũng cái cách mà giao dịch trung gian thì anh chị em cứ tìm hiểu. Thì cũng kể làm video này thì cũng gửi đến cho anh chị em những cái phần mà cái cách mà giao dịch qua trung gian như thế nào, rồi gì đó. Thì số tiền thì kênh chị thì mình giao dịch bên người cái người mua thì mình ăn thua cái mình thỏa thuận chủ kênh nè với cái người mua thôi. Thì giá cả thì thị trường bây giờ kênh YouTube giờ thị trường giờ nó cũng cũng rất là bèo anh chị, chứ không phải như được ấy. Thì kênh phát triển mạnh đúng chủ đề này kia, thì cái người mua thì ta xem xét kênh của mình coi được cái mức độ nào, rồi được cái số tiền bao nhiêu, thì tự cái người mua sẽ nói báo giá cho mình, chứ không phải là ấy. Mình thì đâu phải là mình muốn là bán kênh, ví dụ mà kênh hô là chạy sub thì giờ khác còn này kia khác nữa, mà nhưng mà đòi hỏi anh chị em mà cái xem số lượng mà video của mình xem coi nó có đạt được chuẩn được cái mức giá cao hay không thôi. Thì cậu kè cũng ngay vậy, thì giữa ví dụ mà cái người mua á liên lạc với mình thì mình có cái ví dụ ta hỏi mình có kênh anh muốn bán kênh hay không, thì giữa thì mình phải ví dụ trả cho anh chị, ví dụ mà kênh mà
bèo thì tầm nhất nó cũng từ tầm triệu 7 triệu 8 mà, nhưng mà cái này kia nữa, hoặc là triệu 3 triệu rưỡi cũng có rất nhiều giá chứ không anh chị. Những kênh mà đủ xác minh danh tính này kia, pin này kia thì nó cũng tầm khoảng từ cũng có 2 triệu, 2 triệu mấy trở lại à. Đó, những anh chị em cũng cũng mấy thì cầu kè chưa làm video này thì anh chị em cứ tìm hiểu các group là trên YouTube nè, bên Facebook nè đó, thì anh em chưa tìm hiểu cầu kè cũng đã chia sẻ cho anh chị em video này. Nếu mà anh chị em thấy hữu ích thì ủng hộ cầu kè một like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ cầu kè ra những video tiếp theo và bố chữa đến trên cây nhạc cùng xem. Bye bye cả nhà.